Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Bản tin hôm nay, ngày mùng 9 tháng 2, tức ngày 28 tháng Chạp âm lịch. Thông tin về lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ mở đầu bản tin hôm nay. Tiếp đó là một số tin tức đáng chú ý về tình hình dịch COVID-19 trong nước và thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, sáng ngày 9 tháng 2 tại Hà Nội, đoàn đại biểu ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Vào lăng viếng bác trước anh linh người, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước, dẫn dắt Đảng, nhân dân Việt Nam, làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm dạng dỡ dân tộc, non sông đất nước. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết kiên trì theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong những ngày qua, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sự kiện lịch sử trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thành công tốt đẹp. Đây là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, nhằm hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng mong ước. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn và đến đặt vòng hoa dâng hương kính viếng các vị cách mạng tiền bối và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Ngày 8 tháng 2, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Thay mặt Đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Khẳng định Đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam, sẵn sàng cùng với Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, định hướng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam Trung Quốc không ngừng phát triển lành mạnh ổn định. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ cảm ơn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sớm gửi điện chúc mừng đến Đại hội 13. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước đạt được những thành quả to lớn hơn nữa trong thời kỳ mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc. Chiều mùng 8 tháng 2 tại trụ sở chính phủ, tiếp một số đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ Việt Nam mong muốn sớm nhận được vaccine của chương trình COVAX Chính phủ Việt Nam cam kết nỗ lực phân phối công bằng miễn phí, sử dụng hiệu quả vaccine cho người dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam vừa trải qua một năm 2020 đầy khó khăn nhưng đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào và nay đang lạc quan đón Tết cổ truyền Tân Sửu khi vẫn phải nỗ lực chống lại dịch Covid-19. Hiện nay Việt Nam đang nỗ lực kiểm soát đợt dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng từ cuối tháng 1. Đến nay cơ bản đã khống chế được các tâm dịch, phân đấu kiểm soát tình hình để nhân dân đón Tết Tân Sửu an lành hạnh phúc. Trong khó khăn, Việt Nam rất trân trọng sự giúp đỡ quý báu của các bạn bè quốc tế và mong tiếp tục nhận được tình cảm, ủng hộ quý báu đó, Thủ tướng nói. Ông Kamal Manhocha, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khẳng định, Liên Hợp Quốc luôn ưu tiên tăng cường hợp tác với Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề vaccine, không chỉ vì lý do kinh tế mà còn đảm bảo sức khỏe người dân. Chương trình COVAX đã sẵn sàng chuyển lô vaccine đầu tiên cho các nước vào cuối tháng 2 này. Ông mong muốn Việt Nam trong năm tới sẽ nỗ lực tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho 70-80% số dân. Đồng thời đặc biệt đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam đề xuất lấy ngày 27 tháng 12 hàng năm là ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh và đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua. Các vị đại sứ trưởng đại diện chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công đại hội đảng, khẳng định luôn mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam trên các lĩnh vực, sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành với Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước. Trong vòng một tuần cao điểm thần tốc, tỉnh Quảng Ninh đã ngăn chặn được đà lây lan nhanh, kiểm chế và cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19. Từ sáng 27 tháng 1, cùng với tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên lây nhiễm trong cộng đồng là bệnh nhân 1553, nhân viên an ninh cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh đã ghi nhận 50 ca dương tính trong cộng đồng tại Vân Đồn liên quan đến cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Cầm phả, Hạ Long, Uông Bí và nặng nề nhất là thị xã Đông Triều liên quan đến ổ dịch tại thành phố Chí Linh, Hải Dương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh và các địa phương đã vận hành cơ chế phòng chống dịch ở mức cao nhất, chủ động quyết liệt, tập trung ưu tiên cao nhất công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo phương châm 3 trước, 4 tại chỗ, triển khai ngay việc khai báo sức khỏe toàn dân, thực hiện truy vết thần tốc trên diện rộng, đảm bảo không được bỏ sót bất kỳ trường hợp F1 và mốc dịch tễ của F0 nào đẩy nhanh tối đa tốc độ lấy mẫu xét nghiệm khoanh vùng dập dịch điều trị tích cực ưu tiên xét nghiệm rất điểm các trường hợp f 1 công bố công khai rộng rãi các trường hợp dương tính để tiếp tục truy vết cách ly khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm đến 11 giờ ngày 8 tháng 2 tỉnh đã truy vết được 109.000 trường hợp từ f 1 đến f 4 và xét nghiệm 53.869 mẫu đồng thời xét nghiệm trên diện rộng tại cộng đồng 40.891 mẫu chỉ trong một tuần cao điểm thần tốc quyết liệt, tập trung mọi nỗ lực, nguồn lực, Quảng Ninh đã triển khai nhanh chóng, chặn đứng được đà lây lan của chủng mới SARS-CoV-2, không để dịch lan rộng. Điều trị tích cực các ca nhiễm tại địa phương, góp phần giảm thiểu thiệt hại kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân, vừa đảm bảo cho nhân dân được đón xuân an toàn vui tươi phấn khởi. Sáng mùng 9 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sáng ngày mùng 9 tháng 2, thành phố ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Theo HCDC, hai trường hợp này được phát hiện khi thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện xét nghiệm giám sát cho 830 nhân viên sân bay mà chưa làm xét nghiệm trước đó. Như vậy, tính đến ngày 9 tháng 2, tại sân bay Tân Sơn Nhất đã có 7 trường hợp nhiễm COVID-19 cùng chung nhóm làm việc bốc rỡ, sắp xếp, giám sát hành lý, hàng hóa ở sân đỗ máy bay. Ngoài 7 trường hợp này, đã có 25 trường hợp nhiễm có liên quan đến nhân viên sân bay đã được báo cáo hôm qua và chiều qua được Bộ Y tế công bố với mã số bệnh nhân 2014-2038. Sau khi đánh giá tình hình, nhận định nguy cơ của sân bay là rất lớn, Sở Y tế đã tham mưu Ban chỉ đạo thành phố, quyết định thực hiện lấy mẫu giám sát toàn bộ nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất và thực hiện từ ngày 30 tháng 1. Kết quả, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai xét nghiệm tổng cộng 8.130 mẫu, qua đó đã phát hiện 7 trường hợp nhiễm nêu trên. Bộ Y tế Thái Lan đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ lây COVID-19 khi các gia đình đoàn tụ để đón Tết nguyên đán sắp tới. Bộ Y tế Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong các cuộc họp mặt gia đình. Các gia đình nên ăn mừng bằng cách sử dụng các cuộc gọi video để giảm gặp mặt trực tiếp, đặc biệt là với những người cao tuổi nằm trong nhóm có nguy cơ cao. Theo nhà chức trách Thái Lan, người dân sẽ vẫn phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh cho đến khi có được khả năng miễn dịch cộng đồng. Bộ Y tế Thái Lan hôm qua đã công bố kế hoạch tiêm chủng của nước này. Theo đó, khoảng 5 triệu người sẽ được tiêm chủng bằng vaccine của AstraZeneca trong giai đoạn đầu. Giai đoạn tiếp theo sẽ tăng lên 10 triệu người nhóm các nhân viên y tế, người lớn tuổi, người có bệnh nền và lao động di cư là nhóm những người được ưu tiên tiêm chủng. Để thực hiện mục tiêu trong kế hoạch tiêm chủng, ngoài AstraZeneca thì Thái Lan dự kiến cũng tiếp nhận thêm vaccine Sinovac của Trung Quốc. Tiếp theo sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức trong tỉnh. Trong không khí phấn khởi, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Mừng xuân mới, Sáng ngày 9 tháng 2, đoàn đại biểu của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh do đồng chí Triệu Đình Lê, phó bí thư thường trực tỉnh ủy dẫn đầu đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại đài liệt sĩ tỉnh và dâng hoa tại tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh. Viếng đài liệt sĩ tỉnh, vòng hoa mang dòng chữ đảng bộ với nhân dân các dân tộc tỉnh cao bằng đời đời nhớ ơn các liệt sĩ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Thảo đọc diễn từ nêu rõ, Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đời đời tưởng nhớ và mãi mãi biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân. Bằng sự quyết tâm quyết liệt, sự năng động sáng tạo của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân và các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu tiếp tục giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực Năm 2020 có 15 trên 17 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư nâng cấp. Các hoạt động giáo dục, đào tạo, văn hóa, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo, chính sách dân tộc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao, quốc phòng an ninh được củng cố, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng nêu cao ý chí tự lực tự cường tinh thần đoàn kết đổi mới sáng tạo khát vọng vươn lên để xây dựng quê hương cao bằng ngày càng giàu đẹp đáp ứng nguyện vọng và sự tin tưởng của nhân dân xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ Tiếp đó, đoàn đại biểu của tỉnh đã dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trung tâm thành phố, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc Nhân dịp mừng Xuân Tân Sửu 2021, sáng 9 tháng 2, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh đến thăm chúc Tết Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, báo Cao Bằng, Đài phát thanh truyền hình Cao Bằng. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh biểu dương ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đạt được trong thời gian qua, làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên theo dõi, chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống nêu cao ý chí quyết tâm, duy trì nghiêm kỷ luật và chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp làm tốt công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh làm tốt công tác quốc phòng an ninh và quốc phòng địa phương, nhất là kiểm soát chặt chẽ đường biên, không để phát sinh lây lan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngoài chế độ Tết, các đơn vị lực lượng vũ trang cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên cổ vũ tinh thần trong lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ, nhất là chế độ ăn uống sinh hoạt để cán bộ chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ. Tiếp đó, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã đến thăm chúc Tết báo Cao Bằng, Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng đồng chí đã đánh giá cao nỗ lực của hai cơ quan báo chí trong việc đổi mới chương trình nội dung công tác tuyên truyền có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước phản ánh kịp thời các hoạt động sự kiện quan trọng của tỉnh mong muốn hai cơ quan báo chí tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được tiếp tục bám sát định hướng nhiệm vụ chính trị của địa phương nâng cao chất lượng tin bài chương trình chuyên mục chuyên đề tiếp tục có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của khán giả bạn đọc tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo để nhân dân đón Tết an toàn vui tươi. Trước thềm xuân mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh gửi lời chúc Tết tới cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ viên chức một năm mới mạnh khỏe, đầm ấm, yên vui, tiếp tục phấn đấu, đạt được nhiều thành tích cao trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Chiều mùng 8 tháng 2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quân khu 1 đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay. Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu cao bằng có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn kinh tế quốc phòng 799, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Thời gian qua dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, các ổ dịch mới bùng phát trong nước, số lượng người mắc tăng cao dự kiến số ca mắc sẽ tăng cao, đặc biệt thời gian này cận kề Tết Nguyên đán. Hiện nay, số lượng người trở về từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép còn cao. Đối với tỉnh Cao Bằng, từ ngày 4 tháng 2 năm 2020 đến hết ngày 6 tháng 2 năm 2021, đã tiếp nhận 17.383 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc vào cách ly tập trung. Có 15.177 người hoàn thành cách ly theo quy định, đảm bảo sức khỏe. 1.460 chuyển đến các cơ sở cách ly tại Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh. Hiện nay có 746 người đang được cách ly tập trung tại các cơ sở trong toàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lê Tuấn, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quân khu, ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của các lực lượng, cơ quan, đơn vị trong phòng chống dịch thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt đến cán bộ chiến sĩ các chỉ thị văn bản của cấp trên về phòng chống dịch, đeo khẩu trang tại nơi làm việc và khi ra ngoài đơn vị, phun khử trùng bề mặt trên không doanh trại hai lần một tuần, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, hạn chế hội họp, tụ tập đông người, không giải quyết phép, tranh thủ, nghỉ Tết đối với quân nhân có gia đình tại các địa bàn xảy ra dịch bệnh, theo công điện số 12 ngày 5 tháng 2 năm 2021 của quân khu tổ chức cho bộ đội ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu đúng đủ tiêu chuẩn chế độ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện giãn cách trong ăn uống sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, song đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bản tin 16 giờ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin sau. Thân ái chào tạm biệt.